Xin thân mến kính chào toàn thể quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập vào kênh YouTube chính thức của Eway 301. Quý vị và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo ở phía dưới để thường xuyên cập nhật những video clip bổ ích để mang lên mỗi ngày một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất. Và tiếp tục trong chương trình chuỗi những video clip giới thiệu và bán những chiếc âm ly bãi nhật phân khúc giá bình dân từ 1 cho đến 5 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì em lên sóng cho quý vị và các bạn chiếc âm ly Chio bãi nhật. Thứ nhất là hình thức đẹp, chất âm và gọi là cực kỳ là hay trong tầm giá trên 3 triệu đồng một chút thôi. Và cụ thể giá bao nhiêu thì cuối video clip này thì em sẽ báo chi tiết cho các bác và anh em. Và trước tiên thì xin mời các bác và anh em cùng theo dõi. Thứ nhất là về cái hình thức bên ngoài, thứ hai là thông số kỹ thuật, và thứ ba là em test để các bác và anh em cùng theo dõi. Về cái hình thức bên ngoài cũng như là cái model sản phẩm, còn này là con Chio, mã là KA4700 các bạn em nhé. Và riêng về thiết kế con này thì khá là đẹp. Thứ nhất là có nổi bật luôn là hai cái đèn vu rất là sáng ở đây, nó sẽ nhấp nháy theo điệu nhạc rất là đẹp, và cái vật phay nhôm màu trắng cũng rất tinh tế. Đấy. Thì công tắc bật tắt đây các bạn thấy. Đấy. Thứ hai là cái con này có hai cầu loa, cầu A cầu B, có thể đánh cùng lúc được cả hai cầu A và B. Đấy, hoặc tắt đi. Đấy. Ợp này nó tắt, em quay kỹ một chút cho mọi người xem. Đây hai cầu loa, ký hiệu là speaker. Đấy. Cổng tai phone, chỉnh bass, chỉnh treble, direct. Khi chúng ta bật direct lên thì tín hiệu sẽ đánh trực tiếp và không qua bộ phận chỉnh bass treble nữa, wireless. Và khuyến nghị các bạn là khi chúng ta nghe nhạc với mức âm lượng nhỏ thì chúng ta sẽ bật cái nút wireless này lên để nó bù những cái giải bass và giải treble còn thiếu, để nó phù hợp với đôi tai sinh lý của chúng ta. Bởi vì tai của chúng ta nó rất là nhạy với tần số trung âm, và khi chúng ta bật âm lượng nhỏ thì đôi tai của chúng ta nó rất là nghe rất rõ tiếng trung âm như tiếng bass và tiếng treble đấy. Nó cảm nhận nó hơi kém một chút, nên là người ta bật loudness lên để nó bù cái giải bass giải treble vào, để nghe âm thanh cho nó được đầy đặn, nó phù hợp với đôi tai sinh lý của chúng ta. Đây là khi mà chúng ta nghe nhạc to hoặc căng loa chẳng hạn, chúng ta lên tắt loudness đi nhá. Lúc chỉnh cân bằng balance loa trái loa phải. Và đây có một lỗ cắm mic, nói chung là cái mic này chỉ gọi là nghe hát chơi chơi thôi, còn được bởi vì nó dòng chủ yếu để nghe nhạc. Lỗ chọn ngõ vào có phono, có tuner, có aux, và đây là volume. Đó. Và mặt sau các bạn em xem cái đây mà tháo set ốc rồi, đây là cái mặt lắp đậy của nó, chúng ta sẽ có thể tháo ra luôn cho các bạn em xem. Đây vẫn nước sơn rất là đẹp nhá. Đấy. Và nội thất bên trong cũng như là thông số kỹ thuật. Đấy, tắt đi các anh em xem. Và toàn bộ 100% hàng vẫn còn zin, chưa sửa chữa bất cứ linh kiện gì các anh em, chưa sửa chữa bất cứ một cái linh kiện gì. Đấy, thì xin mời anh em cùng xem cái nội thất bên trong, nhất là biến thế này. Sò con này thì nó sẽ là sò than, nó sẽ hơi bị khuất một chút, chúng ta sẽ khó nhìn được nó dưới thanh tản này này, bởi vì cái mạch của nó sẽ úp xuống, anh em thấy cái mạch của nó úp xuống thì chúng ta sẽ khó quan sát một chút. Đấy, bên trong cũng rất là đẹp anh em thấy. Đấy. Và phía sau này quý vị thấy, thứ nhất là sẽ có cổng phono, cổng tuner, cổng aux, và đây là nút hai nút tap, hai cầu loa này chúng ta sẽ cắm, một là đấu trực tiếp dây vào, hai là rắc loa, chúng ta dùng rắc mỏ chim cũng được nhá, và xỏ dây vào đây xong siết lại như thế này. Và về thông số của chiếc âm ly này, thứ nhất là về trở kháng con này là từ đây các bạn xem 4 cho đến 16 ohm, khá là rộng nếu như đánh cầu A hoặc cầu B, còn nếu như đánh cùng lúc cả hai cầu thì tương tự những dòng âm ly Nhật khác là 8 đến 16 ohm các bạn em nhé. Và đương nhiên rồi, những dòng âm ly này thì sẽ chạy điện 100V, và công suất cũng tương đối là lớn so với dòng âm ly bãi Nhật 140W các bạn em nhé. Đấy, Chio này KA4700 chạy điện 140W, và hàng sản xuất tại Chính Quốc, made in Japan chứ không phải là sản xuất tại nước thứ hai, vẫn còn nguyên số xe đi. Chung là hàng Nhật thì nó rất là bền. Và con này thì em thấy tiếng âm của nó thì thôi rồi, đánh cực kỳ hay. Bây giờ em sẽ chuyển đến phần test để các bạn và anh em cùng theo dõi. Và nhân tiện đây thì em sẽ hướng dẫn các anh em cách kết nối luôn từ một chiếc đầu giải mã với cả chiếc âm ly này. Thứ nhất là tín hiệu sẽ từ cổng quang của TV qua đường optical đi xuống cái bộ giải mã âm thanh. Cái bộ này khá là nhỏ nhưng mà âm của nó rất là hay. Nói chung là con này là con DAC HS202, giải mã 24 bit 192 kHz, chuyên dùng trên
TV có cổng quang, thay thế những bộ chuyển được quang thông thường rất là tốt. Con này có giá là 350.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc. Và đường quang từ TV vào và nó sẽ đi ra đường AV, đường hai đầu bông sen như này. Một đấy, các bạn em sẽ cắm xuống đường input của âm ly. Đây, phono thì chúng ta phono là đường dùng cho đầu đĩa than, chúng ta không dùng, chúng ta dùng AUX hoặc là tuner. Đấy, cắm vào được AUX và tín hiệu nó xuống âm ly và sau đó sẽ khuếch đại ra hai loa, kết nối dây loa vào và trái loa phải. Nếu như các bạn em có bốn loa thì đầu tiếp ở cầu dưới và nhớ đảm bảo trở kháng là 8 đến 16, được chưa? Đấy, lấy vừa đấu ngược một chút, em sẽ đấu lại nhá. R là dây màu đỏ. Đấy, em sẽ đấu lại. R là màu đỏ, led là dây màu trắng, được chưa? Rồi, trước khi bật âm ly, bất cứ một chiếc âm ly nào cũng vậy, chúng ta chú ý cho em cái volume. Tránh trường hợp là volume của nó để mức lớn quá và chúng ta bật nguồn lên, chẳng may là âm ly lớn to đột ngột thì rất hại cho loa. Thì anh em nhớ là để ý cho cái volume nó nhỏ thôi. Trường hợp ở nhà có trẻ con chẳng hạn, nó vặn lên, chúng ta không biết cho nó bật âm ly lên, rất nhiều trường hợp là loa bị thổi cháy. Đấy. Và bật nguồn lên giúp em đã sáng. Và bây giờ quý vị kiểm tra cho em ngõ vào. Lại chúng ta kết nối cổng AUX thì chúng ta chọn ngõ vào là AUX. Còn nếu như anh em chọn ngõ vào là tuner thì bật là tuner, được chưa? AUX rồi. Và bây giờ và vẫn chưa thấy ra tiếng thì anh em kiểm tra cho em, thứ nhất là cái chọn ngõ ra loa là đúng chưa, đang là để ở hợp này. Chúng ta chọn ngõ cầu A, được chưa? Và volume, tăng volume một chút. Đấy. Trường hợp mà các em nó vẫn chưa lên thì chú ý em cứ gạt cái nút monitor này, nó ở cái nút cân bằng. Nhân không ở cầu A cũng không ở cầu B, bởi vì em đang nghe ở chế độ AUX, chú để cân bằng. Đấy, và nó tăng âm lượng. Và các bạn em nghe tiếng là rất là đanh. Được. Em cho nhỏ một chút để em tiện chia sẻ tiếp, tức là chỉnh bass này. Các bạn nghe tiếng bass chép và chỉnh bass chép. Còn nếu như các anh em bật direct lên, đang bật direct lên thì chỉnh bass chép không tác dụng nhá. Đây nhá, cho to này. Không tác dụng, được chưa? Bass chép không tác dụng. Tại vì chúng ta đang bật direct, tức là tín hiệu của nó sẽ đánh thẳng xuống bộ phận khuếch đại, không có bộ phận âm sắc. Đấy, và bây giờ chúng ta khi bật direct lên thì lúc này bass chép nó có tác dụng này. Đấy, anh em thấy chưa? Tăng giảm bass chép này. Đó. Tăng giảm bass này. Tăng bass này. Đó. Chép tương tự như vậy, chép này, tăng chép, giảm chép này. Tăng chép này. Đó, được chưa? Còn khi chúng ta nghe nhạc với mức âm lượng nhỏ để cho chúng ta nghe nó đầy đặn hơn, chúng ta bật loudness lên. Bật loudness lên. Đó. Tiếng của nó sẽ này, rất là đầy đặn, đặc biệt tiếng bass và tiếng chép. Còn khi anh em bật âm lượng lớn thì em cũng khuyến anh em rồi, khi bật âm lượng lớn chúng ta tắt loudness đi. Được chưa? Và đây cân bằng cho sẽ để ở giữa nhá, cân bằng hai loa. Thế thôi. Cách sử dụng rất đơn giản. Và cuối cùng là giá của chiếc âm ly Chio KA4007, nghe hay, bày đẹp và tình trạng còn zin, còn mới cho các bác và anh em như thế này, có mức giá là 3.300.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc em nội ạ. Em nhắc lại là giá ở thời điểm hiện tại bây giờ là 3.300.000, bao ship toàn quốc. Và những chiếc âm ly bãi Nhật như này thì anh em thấy rằng là ở thời điểm khoảng 1 năm đổ lại đây thì nó lên giá rất là cao, và thậm chí là không có hàng để phục vụ các bác và anh em, là bên em sẽ để cái mức giá rất là tốt, 3.300.000 đồng, miễn phí giao hàng. Các bác nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán.